X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Thủy Hử Truyện là bộ tiểu thuyết theo lối văn bạch thoại đầu tiên. Ban đầu cuốn sách có tên Giang Hồ Hào Khách Truyện, hay còn có tên Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, được xưng danh là tiểu thuyết anh hùng bậc nhất của Trung Quốc với tư tưởng trung nghĩa song toàn, thế thiên hành đạo. Thủy Hử Truyện là một trong những tác phẩm được liệt vào tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc cùng với Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Mỗi tác phẩm trong tứ đại danh tác này đều mang từng nét đặc sắc riêng. Có người cho rằng chưa đọc Thủy Hử thì chưa thể biết được những điều đặc sắc trong thiên hạ. Tác phẩm được Kim Thánh Thán đánh giá là một trong lục đại tài tử thư. Vào cuối thời nhà Nguyên, Thi Nại Am, tên là Ngạn Đoan, sinh năm 1296, mất năm 1372, dựa vào sách Đại Tống Tuyên Hòa Di Sự và Đông Đô Sự Lược của Vương Xưng thời Nam Tống cùng với các ghi chép lịch sử khác xoay quanh câu chuyện Tống Giang cùng với 36 người khởi nghĩa để tiến hành sáng tác nên Thủy Hử Truyện, miêu tả câu chuyện Tống Giang cầm đầu 108 vị lục lâm hảo hán bị bức bách phải vào rừng làm cướp tụ nghĩa về lương sơn bạc, sống chết cùng nhau, thay trời hành đạo, về sau được triều đình chiêu an, ra sức đánh đông dẹp bắc, an dân vệ quốc. Tương truyền rằng 108 vị anh hùng trong Thủy Hử chính là 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát chuyển thế. Họ ở nhân gian biểu hiện bản sắc anh hùng hành hiệp chính nghĩa, chí tình chí nghĩa. Họ thích bênh vực kẻ yếu, cướp của người giàu cứu giúp người nghèo, dùng tinh thần chính nghĩa để chống lại những tham quan và hệ thống chính trị hủ bại. Đây là những bản sắc anh hùng áo vải, lục lâm hảo hán vượt ra khỏi những quy củ hiện thực được nhiều người hâm mộ. Nhưng trong Thủy Hử, chúng ta không thấy tác gia Thi Nại Am nhắc đến việc Thác Tháp Thiên Vương Tiểu Cái Trại chủ đời thứ hai, sau Vương Luân, người đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng xây dựng thế lực nghĩa quân Lương Sơn Bạc là ứng với ngôi sao nào. Tiểu Cái chúng phải tên độc trong trận đánh Tăng Đầu Thị, qua đời trước khi nghĩa quân Lương Sơn tụ họp đủ 108 anh hùng hảo hán. Về cơ bản, Tiểu Cái không được xếp trong danh sách 108 vị tinh tú hảo hán của bến nước, dù bài vị của Thác Tháp Thiên Vương được đặt ở nơi trang trọng nhất. Thủy Hử hồi 70, cuối, có đoạn chép, bấy giờ Tống Giang bàn với quân sư Ngô Dụng, cùng các đầu lĩnh để chỉnh đốn lại trong sơn trại, trước Trung Nghĩa Đường khắc một cái biển vàng đề ba chữ, Trung Nghĩa Đường, rất to. Đoạn Kim Đình cũng thay một bức biển lớn, phía trước đặt ba cửa quan, phía sau Trung Nghĩa Đường lập một tòa nhạn đài, đỉnh núi đặt một đại sảnh, phía đông phía tây đều có ngăn phòng, chính giữa đặt một bàn thờ Tiểu Cái. Đại đa số các quan điểm đều cho rằng Tiểu Cái là ngôi sao đứng đầu chòm sao Bắc Đầu Thất Tinh, tức là tinh quân bậc nhất, cao hơn cả 108 tinh tú của Lương Sơn qua việc luận giải giấc mơ của họ Tiểu Cái ở hồi 13, thời điểm chàng lần đầu xuất hiện rồi kết giao Liêu Đường, cùng Ngô Dụng bàn định mưu cướp lễ vật sinh thần cương. Tiểu Cái mời Ngô Dụng vào nhà trong cùng ngồi nói chuyện, rồi đem tên họ Liêu Đường, cùng câu chuyện đến đây để thuật cho Ngô Dụng nghe và lại bảo rằng, bạc ta đến đây thực là một ý rất tốt mà lại ứng với giấc mộng của tôi đêm qua. Đêm hôm qua tôi nằm mê thấy 7 vì sao Bắc Đầu rơi xuống nóc nhà, mà trên chỗ đuôi sao đầu lại có một vì sao nhỏ, hóa ra một tia sáng đi sang Bắc mất. Tôi đoán như thế, tất là có lợi, đừng định đi mời thầy đến để xem việc ấy như thế nào. Nhưng cách luận giải này thực ra chịu ảnh hưởng từ phân tích của Ngô Dụng trong tác phẩm. Theo ý cử trí La Tinh thì 7 vì sao Bắc Đầu lần lượt là Tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Liêu Đường, ba anh em họ Nguyễn, còn vì sao nhỏ là Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng. Đấy đều là những nhân vật tham dự vào vụ cướp sinh thần cương nổi tiếng. Dương Chí chính là người áp giải lễ vật nạn nhân của sự vụ này và sau cùng nhau lên Lương Sơn. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, Tiểu Cái không có mặt trong bảng xếp hạng 108 vị anh hùng Lương Sơn nên việc đa số coi chàng là một trong số những ngôi sao Bắc Đầu mang hàm ý tôn kính công lao của họ Tiểu hơn là thực tế phải vậy. Hãy chú ý một chi tiết quan trọng trong giấc mơ mà Tiểu Cái kể với Ngô Dụng Liêu Đường, chàng thuật rất rõ. Chỗ đuôi sao đầu lại có một vì sao nhỏ, hóa ra một tia sáng đi sang Bắc mất. Chúng ta cần tìm hiểu một chút về chòm sao Bắc Đầu, theo thuyết đạo giáo. Sao Bắc Đầu là 7 ngôi sao mang hình ảnh cây đấu. Do nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đầu Thất Tinh. 4 ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là đầu khôi, 3 ngôi sao tạo thành cái đuôi gọi là đầu thược. Mỗi ngôi sao được đặt một tên riêng. Theo thần thoại Trung Quốc thì tại mỗi ngôi sao có một vị tinh quân trông coi. Ngoài ra còn một ngôi sao nằm sát bên cạnh ngôi sao ở giữa của đầu thược, nghĩa là vũ khúc, được coi là sao phụ, gọi là phụ tinh. Đọc Thủy Hử, chúng ta phải hiểu được phép lược phạm của Thi Nại Am, đại để là dùng hai sự việc tương tự nhau ở cùng một nhân vật, hoặc hai, ba nhân vật khác nhau để chỉ ra điểm tương đồng hoặc tương phản.
Đây cũng là cách thi nại am, cài, những mật ngữ quan trọng trong tác phẩm của mình. Ở hồi 13, khi Tiểu Cái xuất hiện, thi nại am để chàng kể về giấc mơ và nhắc rõ ràng câu, chỗ đuôi sao đầu lại có một vì sao nhỏ, hóa ra một tia sáng đi sang Bắc mất. Giờ chúng ta cùng đến với hồi 59, viết chuyện Tiểu Cái đem quân đi đánh Tăng Đầu Thị, chung bẫy phục kích, dính tên độc qua đời. Tác giả họ Thi có một đoạn viết như thế này khi hai giả sư dẫn dắt Thác Tháp Thiên Vương đi vào tuyệt lộ. Khi tới nơi Tiểu Cái đi vào thì quả nhiên là một ngôi chùa cổ, mà không có sư mõ ở đó, liền hỏi hai người rằng: đây là một ngôi chùa lớn mà sao không có pháp sư ở đó? Nhà sư đáp rằng, nhân vì mấy đứa xúc sinh nhà họ Tăng quấy nhiễu nên các sư đều sợ hãi bỏ đi cả, duy còn có sư phụ và mấy người đệ tử ở pháp viện trong kia. Xin đầu lĩnh hãy tạm nghỉ nhân mã ở đây, rồi canh khuya tôi sẽ đưa đến trại của chúng. Trại của chúng ở đâu? Chúng nó có 4 trại, song bên Bắc là chỗ anh em họ Tăng đóng binh, nếu đánh được chỗ đó thì trại bên kia phá dễ như chơi. Tới đây thì bí mật đã được giải mã. Phụ Tinh chính là ngôi sao thích hợp nhất đại diện cho Tiểu Cái. Một ngôi sao nhỏ không thể thiếu cùng xuất hiện với Bắc Đầu Tinh quân giai đoạn đầu, nhưng sau đó, trong giấc mơ của Tiểu lại hóa ra tia sáng đi sang Bắc mất, chính là ám chỉ kết cục sau này của Tiểu Cái, đánh chạy Bắc Tăng Đầu và mạng vong. Tiểu Cái chỉ có thể là Phụ Tinh, và chàng phải chết đầu tiên, nghĩa là đi sang Bắc mất, để dự án triều đình chiêu an của 108 tinh tú hảo hán Lương Sơn được đáo thành. X51 Story luận bàn. Độc giả Việt Nam có lẽ vẫn còn xa lạ với thể loại giải mật các tác phẩm cổ điển, nhưng ở Trung Quốc, giải mật đã thành một trào lưu từ lâu và liên tục phát triển cho đến tận nay. Các tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng như Tây Du Ký, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Phong Thần Diễn Nghĩa đều có hàng trăm người tham gia giải mật. Giải mật là gì? Nói một cách đơn giản, đó là đi tìm những ẩn ý của tác giả cài vào trong tác phẩm của mình, nghĩa là từ các mật ngữ, các tình tiết được che giấu kín đáo có chủ ý của tác giả, người giải mật tìm kiếm, sâu chuỗi lại với nhau trong một chủ đề. Từ đó, họ đưa ra một giả thuyết phù hợp với những gì mình tìm ra và cuối cùng là xác quyết tính hợp lý của giả thuyết đó. Cho nên giải mật là một quá trình bất tận giải các câu đố mà tiền nhân để lại. Giải mật không phải tôn vinh hay bài xích các nhân vật, các cố sự, mà là tìm ra ý nghĩa đích thực của những tình tiết trong tác phẩm. Với một kết quả mà người giải mật đưa ra, sẽ có bạn đọc vỗ đùi khen hay, nhưng cũng sẽ có nhiều độc giả không đồng tình, có thể vì giả thuyết chưa đủ độ thuyết phục, hoặc đơn giản là vì kết quả đó không đúng như ấn tượng mà nhân vật đã ăn sâu vào đầu óc của người đọc. Thủy Hử của Thi Nại Am, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc, là câu chuyện của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Nhưng có thực tác giả Thi Nại Am muốn xây dựng họ thành những anh hùng hay không? Hay đây là câu chuyện của vợ lừa chồng, chồng lừa vợ, anh phản em phản anh, thầy dối trò, trò dối thầy? Lật lại cái chết của Tiểu Cái, Thủy Hử viết khá rõ ràng về cái chết của Tiểu Cái. Trại chủ Lương Sơn dẫn quân đi đánh Tăng Đầu Thị, gặp phục binh nên thua chạy. Trên đường đào tẩu, Tiểu Cái chúng phải độc tiễn của Sử Văn Cung. Về đến trại, Thác Tháp Thiên Vương ốm liệt giường liệt chiếu rồi chết. Bàn về cái chết của Tiểu Cái, ai nấy đều cho rằng Tống Giang thấy chết mà không cứu, chỉ chăm cầu cúng, giải hạn cúng sao, cúng vong chứ không đưa đi cấp cứu. Tống Giang ngồi luôn trước giường Tiểu Cái mà khóc than rất là thảm thiết. Các vị đầu lĩnh cũng đều ở đó mà hầu hạ trông nom. Rốt cuộc Tống Giang chỉ thuận nước đầy thuyền, tiện tay dắt dê hay có sự tình ẩn giấu đằng sau? Một số ý kiến cho rằng Tống Giang và Ngô Dụng là hai người chủ mưu đẩy Tiểu Cái đến cái chết để thực hiện dự án chiêu an. Trước tiên hãy nói về trại chủ đời thứ nhất của Lương Sơn, đó là Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân. Cái chết của Vương Luân do Lâm Sung ra tay dưới sự thúc đẩy của Tiểu Cái. Khi 7 anh em tới xin nhập bọn, sau tiệc tiếp phong, Ngô Dụng bàn với Tiểu Cái, nếu quả hắn có bụng lưu chúng ta ở đây, thì bây giờ đã định vị thứ rồi mới phải. Việc ấy dẫu đến Đỗ Thiên, Tống Vạn cũng xin tùy theo đáp ứng chứ không hiểu được thâm ý của Vương Luân. Duy có một anh chàng Lâm Sung là ngày trước đã làm qua giáo đầu ở Kinh Sư cũng đã hơi hiểu việc, nay bất đắc dĩ phải ngồi vào bậc ghế thứ tư, thì trong lòng vẫn hậm hực bất bình, xem như cách nói chuyện với bác buổi sáng thì đủ biết. Tôi xem anh ta thực là có ý trở mặt với Vương Luân, để tôi thiết cho mấy câu, khác là họ tính ngay lập tức. Tới khi Lâm Sung tóm lấy Vương Luân định đâm thì, đoạn rồi Nguyễn Tiểu Nhị ngăn giữ Đỗ Thiên, Nguyễn Tiểu Ngũ ngăn giữ Tống Vạn, Nguyễn Tiểu Thất ngăn giữ Chu Quý, làm cho bọn lâu la ở dưới đều ngây người đờ mắt mà sợ hãi kinh hồn. Có thể nói Lâm Sung là cánh tay, nhưng Tiểu Cái mới là trí não của âm mưu lật đổ. Rốt lại Tiểu Cái trở thành trại chủ đời thứ hai, rồi cũng là nhân quả báo ứng.
Cái chết của trại chủ Tiểu Cây sao có thể dễ dàng do người ngoài thực hiện? Hẳn nhiên là do trại chủ đời Ba Tống Giang bày mưu và một vị anh em dưới trướng Tiểu Cây đã ra tay hạ thủ. Tại sao Tống Giang phải ra tay với Tiểu Cái? Xin thưa, bởi họ có mâu thuẫn không thể hóa giải. Tiểu Cái là trại chủ trương lên núi làm cướp, dưới tay là một đám đại đầu lĩnh rách rời rơi xuống như Lưu Đường, Nguyễn Thị Tam Kiệt, và một tay Kiệt Hiệt Lâm xung nặng lòng thù oán với triều đình. Chủ trương của Tiểu Cái là uống bát rượu to, ăn miếng thịt lớn, vui lòng khoái ý mà tiêu dao tháng ngày. Ngược lại, Tống Giang đang ngồi ghế thứ hai, vốn là viên tiểu lại, Tống Giang không nặng lòng phản nghịch. Phe cánh của gã cũng một dạng đại loại như Hô Diên trước Hoa Vinh, Từ Ninh, là các cựu quan tướng triều đình, vì thua trận hoặc bị ép buộc tới mức phải bỏ lên núi, nên tất cả đều có tư tưởng mong được chiêu an. Hễ Tiểu Cái còn thì giấc mộng chiêu an của Tống Giang khó lòng thực hiện được. Mâu thuẫn của Tiểu Tống có thể kể ra cụ thể ở mấy sự tình sau. Một là, hồi 41, sau sự kiện cướp pháp trường ở Dương Châu, Tống Giang lên Lương Sơn rồi muốn về đón cả nhà lên núi, Tiểu Cái không đồng ý. Nhưng sau khi Tống Giang về, nhận được ba cuốn thiên thư từ Cửu Thiên Huyền Nữ, thì không hề thấy chàng ta chia sẻ gì cho ông trại chủ mà chỉ đem ra bàn luận với Ngô Dụng. Đây có thể nói là một dạng khoét vách tường, tức tìm cách lôi kéo người của Tiểu Cái. Hai là, cũng từ sự kiện này, một đại đầu lĩnh thế hệ đầu của Lương Sơn Bạc đã nhìn ra manh mối. Đó là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Tuy Công Tôn Thắng nằm trong nhóm 7 hào kiệt cướp sinh thần của Sái Thái Sư, được Tống Giang cứu mạng, nhưng sự thực thì ơn ấy của Tống đối với Công Tôn không dày như với Ngô Dụng, Lưu Đường, Tam Nguyễn. Độc giả chắc còn nhớ Tiểu Cái và Công Tôn Thắng dẫu được báo trước, nhưng do phải ở lại giải quyết sự vụ Tiểu Gia Trang nên trốn không kịp. Nên người mà Công Tôn chịu ân sâu tha mạng phải là Chu Đồng. Anh chàng đạo sĩ này nhìn ra manh mối mâu thuẫn Tiểu Cái Tống Giang, liền thắc cớ còn mẹ già nên trốn về, suýt nữa thì Nhập Vân Nhất Khứ bất phục phản. Ba là, mâu thuẫn trở nên rõ rệt khi ở hồi 46, bệnh quan sách Dương Hùng, biện mệnh Tam Lang Thạch Tú, lên núi xin nhập bọn. Bấy giờ Tiểu Cái từ chối vì hai gã trộm gà này không đáng mặt hảo hán. Tuy nhiên Tống Giang giữa chốn đông người công nhiên bác bỏ ý Tiểu Cái, được Ngô Dụng và số đông tán thành, các đầu lĩnh cùng ra sức khuyên can. Bấy giờ Tiểu Cái mới thư tâm mà tha cho Dương Hùng, Thạch Tú. Thậm chí việc đánh Trúc Gia Trang cũng do Tống Giang tự ý cắt đặt. Đọc đến đây ta thấy Tiểu Cái trở nên cô độc lạc lõng hơn bao giờ hết ngay tại tụ nghĩa sành. Bốn là, hồi 57, đánh Thanh Châu, Tiểu Cái muốn tìm cách vãn hồi sự tình nên muốn tự cầm quân. Tống Giang liền thẳng cánh bác bỏ, ca ca là ông chủ sơn trại, không thể một ngày rời bỏ ngay được. Và chăng việc này là của tôi, người ta xa muôn dặm tới đây nếu tôi không đi, thì sao cho người ta an tâm, vậy xin ca ca để mặc cho tiểu đệ cùng mấy anh em đi cho được việc. Ta thấy Tống Giang nhấn mạnh việc anh em tới là vì Tống Giang chứ không phải vì trại chủ Tiểu Cái. Năm là, vụ đoàn cảnh trụ hiến ngựa. Tác giả một lần nữa nói tới việc con chiếu Dạ Ngọc Sư Tử là để hiến cho ngài phó trại Tống Công Minh chứ không phải dành cho ông trại chủ Tiêu Bảo Chính. Tới đây thì Tiểu Cái không còn cách nào khác, phải khăng khăng tự dẫn binh đi đánh rồi. Và đó cũng là cơ hội để Tống Giang ra tay. Đời sau có người cho rằng ba chữ Tăng Đầu Cận Âm với Tranh Đầu ám chỉ việc tranh ngôi đầu, và tên của Tăng Thị Ngũ Hồ lần lượt là Tăng Mật, Tăng Đồ, Tăng Sách, Tăng Khôi, Tăng Thăng. Không biết vô tình hữu ý ghép lại là Mật Đồ Sách Khôi Thăng, bí mật mưu đồ đoạt ngôi đầu. Không phải hàm hồ khi nói rằng cho đến chết, Sử Văn Công cũng chưa biết vì sao mình bị hành hình kinh khủng đến vậy. Mặc dù ám tiễn đề tên Sử Văn Công, nhưng về sau có rất nhiều bằng chứng cho thấy đó là âm mưu giá họa. Thậm chí Sử Văn Công còn chẳng biết có sự việc này từng xảy ra. Hồi 67 Thủy Hừ kể rằng khi phía Tăng Gia đã mất Tăng Đồ, Tăng Sách, thì Tăng trưởng quan bàn với Sử Văn Công nên cầu hòa với Lương Sơn. Thái độ của Sử Văn Công không hề có vẻ là người đang mắc tội lớn với cánh Lương Sơn. Bấy giờ Sử Văn Công cũng có điều chột dạ, không dám hung hăng, bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người thẳng đem sang trại Tống Giang. Ý định xin hàng là của Tăng trưởng quan, nhưng thư gửi đi là do Sử Văn Công chấp bút. Thử hỏi nếu Sử Văn Công biết mình đang bị đổ cho cái tội sát hại Tiêu Cách, thì ông ta có nghĩ mình đầu hàng sẽ mất mạng không? Ông ta có dám đầu hàng không? Mà nếu có đi chăng nữa, thì thư xin hòa hẳn cũng không dám tự tay viết. Có khác chỉ đổ thêm dầu vào lò lửa Lương Sơn. Hãy xem thư chấp nhận đầu hàng mà Tống Giang gửi Tăng Gia viết ra sao. Lương Sơn Bạc đối với Tăng Đầu, thì trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm càn làm dở mà gây nên tai vạ ngày nay. Vậy nếu muốn giảng hòa, thì phải trả lại các số ngựa đã cướp,
và đem nộp tên hung đồ cướp ngựa là Úc Bảo Tứ, cùng là tiền bạc khao quân sĩ, rồi từ đây dốc lòng hòa thuận, không được sai lời. Tống Giang chỉ nói chung chung, trước sau không có thù hằn, chỉ vì làm càn làm dở mà gây nên tai vạ ngày nay, tuyệt không nhắc nửa lời tới việc giết hại tiểu cái, cũng tuyệt không đòi giao nộp hung thủ. Tống Giang hiểu rằng nếu nhắc tới việc Sử Văn Công giết tiểu cái, thì họ Sử lập tức sẽ bác bỏ hoàn toàn chuyện đó, lúc ấy chưa biết chừng âm mưu xưa cũ lại phát lộ thì hỏng bét. Cuối cùng, khi bắt được Sử Văn Công, chúng ta đều thấy là không có màn thiết công đường xử tội, mà chỉ có sai Tiêu Nhượng làm văn tế để tế, rồi các đầu lĩnh đều ăn mặc tang phục, khóc thương nức nở, và moi ruột Sử Văn Công lên đế tế. Nếu đem họ Sử ra trước các vị hảo hán để hạch tội, thì không thể không nhấn mạnh vào cái tội bắn chết tiểu cái. Sử Văn Công chắc chắn sẽ phủ nhận, chưa biết chừng còn khẳng định chưa từng có phục binh ở trận đó nữa thì hỏng bét. Rốt lại cứ lẳng lặng mà xử tử, Sử Văn Công muốn thanh minh cũng không có cơ hội. Ông ta chỉ nghĩ mình là bại tướng, bị giết cũng là bình thường. Có thể nói rằng cho đến chết, Sử Văn Công cũng chưa biết vì sao mình bị hành hình kinh khủng đến vậy. Tác giả Thi Nại Am đã thòng một câu rất giá trị. Khi tiểu cái đi rồi, Tống Giang liền quay về sơn trại, sai đới tung xuống núi đi theo, để thăm dò tình thế. Rốt lại ai sẽ là người bắn mũi độc tiễn theo lệnh Tống Giang? Sát thủ ẩn mặt phóng độc tiễn hại trại chủ Lương Sơn tiểu cái trong trận chiến Tăng Đầu Thị, nằm trong số 7 viên đầu lĩnh Từ Ninh, Mục Hoàng, Trương Thuận, Dương Hùng, Thạch Tú, Đặng Phi, Dương Lâm. Ai là hung thủ? Quả là rất khó. Ngoài Đặng Phi và Dương Lâm xuất thân giang hồ, không có động cơ rõ rệt trong việc phế lập trại chủ Lương Sơn, thì 5 người còn lại đều có thể. Từ Ninh muốn được chiêu an, Mục Hoàng, Trương Thuận thân với Tống Giang, Dương Hùng, Thạch Tú có hiểm với tiểu cái. Để tránh vu oan cho người tốt, ta chỉ có cách hỏi ý kiến tác giả. May thay Thi Nại Am tiên sinh đã cài mật ngữ trong bộ truyện này để chúng ta tham khảo. Thậm chí ta còn thấy cả dấu hiệu phi tang xóa án của Kim Thánh Thán tiên sinh. Chúng ta đều biết tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc thường viết về nhân quả tuần hoàn. Tiểu cái mưu sát Vương Luân thì bị Tống Giang mưu sát. Tiểu cái mượn tay Lâm Sung để giết Vương Luân thì cũng bị Tống Giang mượn tay huynh đệ Lương Sơn sát hại. Vậy để truy tìm hung thủ trong 5 người trên, ta hãy xem mật ngữ của tác giả thể hiện trong cái chết của bọn họ. Mục Hoàng ốm chết, Trương Thuận bị mắc lưới rồi bị loạn tiễn bắn chết. Dương Hùng bị nhọt độc ở lưng chết. Thạch Tú bị loạn tiễn bắn chết ở ải Dục Linh. Còn Từ Ninh bị tên độc bắn chết. Tới đây chắc là độc giả đã dễ dàng đoán ra hung thủ dùng độc tiễn hại tiểu cái chính là Từ Ninh. Ta cùng đọc lại đoạn miêu tả cái chết của họ Từ nhé. Từ Ninh quay lại thấy Hách Tư Văn bị quân giặc bắt trói sắp đưa vào thành. Từ Ninh chưa kịp quay lại thì đã bị trúng tên vào đầu, đành phải để cả mũi tên mà chạy về. 6 viên tướng của Phương Thiên Định liền thúc ngựa đuổi theo. Từ Ninh may gặp Quan Thắng nên mới thoát được. Khi đến doanh trại thì ngã ngất. 6 tướng của Phương Thiên Định bị Quan Thắng đánh lui phải chạy về thành. Quan Thắng vội sai người cấp báo với Tống Tiên Phong. Khi Tống Giang đến thăm thì Từ Ninh đã bị ứ máu khắp tai, mắt, miệng, mũi. Tống Giang rơi nước mắt gọi thầy thuốc đến chạy chữa. Sau đó Tống Giang sai đưa Từ Ninh xuống chiến thuyền nghỉ ngơi, đích thân đến thăm viếng. Vào khoảng canh ba đêm ấy thì Từ Ninh hôn mê. Bấy giờ mới biết mũi tên có thuốc độc, Tống Giang ngửa mặt lên trời than rằng thần y An Đạo Toàn đã bị gọi về kinh, không ai đủ tài chữa cho Từ Ninh. Từ nay anh em ta bị thương đành phải chịu thiệt mạng. Nói đoạn xót xa thương cảm hồi lâu. Bấy giờ quân sư Ngô Dụng đến mời Tống Giang về trại bàn công việc. Từ Ninh được đưa về Tú Châu điều trị nhưng vì thuốc độc đã ngấm sâu nên không chữa khỏi. Nếu không phải mật ngữ của tác giả để lại cho chúng ta biết ai bắn tiểu cái thì hà tất phải dụng công dựng nên đại cảnh giống nhau nhường vậy. Đặt bên cạnh trận thua Tăng Đầu Thị, cái chết của Từ Ninh được mô tả hệt như cái chết của tiểu cái. Cổng thành mở toang không có địch, gặp phục binh khi chạy về, trúng tên vào đầu, được Quan Thắng cứu đem về trại, tên có độc, không có thần y cứu và chết. Nếu không phải mật ngữ của tác giả để lại cho chúng ta biết ai bắn tiểu cái thì hà tất phải dụng công dựng nên đại cảnh giống nhau nhường vậy. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là Từ Ninh có biết bắn tên không? Theo lẽ thường mà nói thì giáo đầu cấm quân hẳn nhiên phải thông đủ thập bát ban võ nghệ và tinh nghề xạ kỵ. Nhưng Thủy Hử chưa từng viết Từ Ninh bắn cung nên chắc mọi người còn đôi chút hồ nghi. Vậy ta cùng xem bối cảnh lần đầu Từ Ninh lên sân khấu. Hồi 55 Thủy Hử, thời Thiên Trộm Bảo Giáp có đoạn. Chàng lại quay ra trèo lên cột cái, nấp ở đằng sau chỗ bức màn, dòm vào trong lầu, thấy Từ Ninh cùng vợ ngồi ở cạnh lò lửa, tay ẵm đứa trẻ lên 6 tuổi, lại nom vào phòng ngủ,
quả thấy một hòm da treo ở bên trên, cửa phòng treo một cây cung, một túi tên và một con dao lưng sáng nhoáng. Trên mắc áo có ba thứ áo màu, rất là lịch sự. Rõ ràng Từ Ninh có dùng cung tên. Tiếp đến khi Từ Ninh ra mắt Sơn Trải, đoạn này bản Thủy Hử do Thánh Thán Sàn Định cắt đi một bài từ Tây Giang Nguyệt mô tả Từ Ninh. Bộ Thủy Hử toàn truyện thì có đủ. Hai câu đầu của bài đó là tí kiện khai cung hữu chuẩn, thân khinh thượng mã như phi. Tạm dịch, tay khỏe dương cung bắn chuẩn, nhẹ nhàng cưỡi ngựa như bay. Có thể thấy thì Nại Am tiên sinh vẽ nên một Từ Ninh thiện nghệ mã chiến, đánh thương cũng giỏi mà bắn tên cũng tài. Tiếp đến hồi 76 Thủy Hử. Đây là một thiệt thòi lớn cho bạn đọc tiếng Việt vì bản dịch cắt sạch các bài thơ trong hồi này. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, tiếp sau là đội quân thương vàng thương bạc, bên trái là 12 quân sĩ cầm thương vàng, viên kiện tướng ngồi trên lưng ngựa là kim thương thủ Từ Ninh. Nguyên bản mỗi khi mô tả một vị tướng còn kèm một bài thơ. Bài thơ tả Từ Ninh có câu sau, tước họa cung huyền nhất loan nguyệt, long tuyền kiếm quải cửu thu xương. Như vậy Từ Ninh ra trận đeo cung tước họa, cung vẽ hình chim thước, và song hành cùng đội 12 tay kim thương bên tả của Từ Ninh chính là đội 12 tay ngân thương bên hữu của Hoa Vinh. Sự tương đồng này có thể khẳng định tài bắn cung của Từ Ninh dẫu không bằng Hoa Vinh nhưng cũng thuộc hàng thiện nghệ. Từ đó trở ngược về trước, ta thấy Từ Ninh có đôi lần được xếp cặp với Hoa Vinh ra trận. Lần thu phục đám Phàn Thụy, Hạng Sung, Lý Cổn, bọn Sử Tiến nghe báo bèn đem ngựa ra nom, thì thấy bóng cờ Lương Sơn phất phới rồi có hai viên thượng tướng là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh và Kim Ban Sang Từ Ninh dẫn quân đi đến. Để kết thúc một kỳ đầy mật ngữ ám hiệu này, xin phép chốt lại bằng một điểm ít người để ý. Ta đều biết trong 108 vị thiên cang, địa sát, Tống Giang là thiên khôi tinh đứng đầu. Cửu thiên huyền nữ gọi Tống là tinh chủ của các tinh tú. Ta lại thấy hai viên hộ vệ tả hữu của Tống Giang, không phải Lý Quỳ hay Hoa Vinh mà là Tiểu Ôn Hầu Lã Phương và Trại Nhân Quý Quách Thịnh. Lã là địa tá tinh, Quách là địa hữu tinh, một tá, phò tá, một hữu, bảo hộ, cho tinh chủ. Còn Từ Ninh thì sao? Vô tình chàng lại là thiên hữu tinh, há chẳng mật ngữ dành chàng là đệ tử tâm phúc của Tống Giang đó sao? Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.